tinh hoa hội tụ, mời quý khán giả cùng bước vào một không gian mới với sắc hồng ấm áp, tượng trưng cho một chủ đề thân quen với tất cả chúng ta: chuyện tình. Những câu chuyện thật đẹp về tình yêu, những cung bậc tình cảm đủ mọi sắc thái sẽ được thể hiện qua những màn trình diễn sẽ chạm tới trái tim mọi người. Anh hãy có đến bên người, xin mang hạnh phúc cho em để tìm nơi tôi trong ngóng. Thôi những dòng cảm xúc đêm ngày mong. Anh đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đi, không như cho qua năm sau đám cưới liền tay đó ngày mùng hai. Có ai đi nhiều em ơi, ở đâu anh mang trầu cao anh qua rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu, quá xá to thịt kho rau muống. Hoa hội tụ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 2.